Gần đây Thầy thấy các bạn trẻ hiếu học hơn, nhưng mà cũng ham chơi hơn. Biết đến Phật Pháp với chiều rộng, có thể nói từ Bắc tới Nam. Có nhiều bạn trẻ lăn xả vào các chương trình thiện nguyện như tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh. Nhưng cũng có nhiều bạn trẻ trở thành game thủ, vùi đầu vào những trò chơi mà không có bổ ích gì cho xã hội. Trong khi đó, mỗi bước chân của mấy đứa con động lại nơi đó là ánh mắt của mẹ cha. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là tóc mẹ ngày một thêm sợi bạc. Các con có lặng lẽ để quan sát mẹ của mình chưa? Ngày trước mẹ rất nhanh nhẹn, nhưng bây giờ ngồi rửa bát, mẹ đứng dậy liền không được. Lặt rau mẹ cũng đứng ngay không được, phải lần vách, phải chống tay. Những hình ảnh này có thể các con thấy, nhưng các con không để ý, bởi vì có nhiều cuộc vui đang chờ đón chúng ta. Có thể dành rất nhiều thời gian để nhắn tin cho bạn bè, những tin nhắn dí dỏm, những lời có cánh. Còn mẹ, các con đã dành được những gì? Ai là người chung thủy với các con suốt đoạn đường đời này? Không ai ngoài mẹ đâu con à. Các con đã bắt đầu biết vui, biết buồn rồi, phải không? Bắt đầu biết chọn bạn, bắt đầu biết nhớ nhung rồi. Và trong đây Thầy biết chắc rằng một số các bạn trẻ cũng đã nếm mùi của sự phản bội. Cho nên các con đừng vội vàng kết tội mẹ mình trở thành người rắc rối, trở thành người phiền phức. Bởi vì mẹ quan tâm quá sâu vào chuyện riêng của mình. Mẹ để ý tới những người bạn của mình. Thậm chí mẹ còn kiểm tra điện thoại, tin nhắn của mình. Các con khó chịu lắm, phải không? Nhưng rồi khi các con xa mẹ, có thể các con thoải mái hơn vì mình không bị mẹ quản lý. Nhưng Thầy tin chắc rằng trong những khoảnh khắc đau thương, khi hiểu được tình đời vong bội, các con sẽ nghĩ ra được một vấn đề: mẹ mình có lý. Cho nên các con hãy quý trọng ân tình. Khi chúng ta đang còn ngập tràn trong sự ngọt ngào của ân tình, để một mai xa rời vòng tay của mẹ, chưa hẳn ngày trở lại chúng ta còn được đón nhận trong vòng tay ấm áp đó đâu. Ân tình của mẹ cha dành cho mình thì sắc son không thay đổi, nhưng lòng của mình dành cho mẹ cha và thái độ có thể sẽ phôi pha theo năm tháng. Bởi vì ngày một lớn hơn, có nhiều bạn hơn, chúng ta sẽ thấy mẹ của mình phức tạp quá, phiền phức quá, nhiều chuyện quá. Cho nên những lời nói ngọt ngào, những lời nói hay ho chúng ta dành cho ai kia xa lạ, chứ còn mẹ chỉ gắt gỏng thôi. Có một bạn trẻ đi tới chùa Thầy, trong một cái nhóm bạn trẻ đó, ăn mặc rất là modern, tóc tai nhiều màu, chỉ còn là học sinh thôi. Thầy nhìn Thầy biết. Nhưng mà những học sinh này có lẽ là được nuông chiều quá mức. Thầy để ý, Thầy thấy các bạn trẻ này chắc là con nhà giàu, tiền bạc rất nhiều. Với cái cách ăn mặc nó không có trang nhã, khi đến chùa dù ăn mặc rất đẹp nhưng phù hợp với đi phượt, đi dã ngoại, đi biển, chứ đi chùa thì không hợp. Cho nên các thầy từ chối, không có cho vào bên trong chánh điện, và ngồi bên ngoài sân chùa ngồi chơi. Thì thầy đứng ở trên lầu, thầy nhìn xuống, thầy thấy các bạn nói rất ồn ào. Thầy mới đi ra, thầy coi có ai nói giỡn rất là vui vẻ, ồn lắm, đủ thứ chuyện vui trên cuộc đời này kể ra hết. Ngày mai đi sinh nhật mày mặc đồ gì? Tối mai tao có tiệc, tao có hẹn, đủ chuyện hết. Thì trong đó có một cô gái rất trẻ, rất đẹp, bắt điện thoại lên. Trời ơi, gọi nữa, hôm nay mẹ gọi con bao nhiêu lần rồi, phiền quá. Tắt máy cái cụp. Thầy không sanh ra cái người con đó, nhưng thầy cảm thấy xót xa trong cái cách cư xử của một đứa con còn rất nhỏ, chỉ 16-17 tuổi thôi. Khi mẹ mình gọi điện mà trả lời như thế, không biết đầu dây bên kia người mẹ có buồn không. Nhưng thầy khách quan bên lề của cuộc sống, thầy nghe cái cuộc hội thoại đó, thầy rất buồn. Thầy buồn cho tuổi trẻ ngày hôm nay có những người con nó vô tâm như thế. Trong đây cũng không ít các bạn trẻ chỉ mong một cuộc gọi của mẹ mình thôi, có được không? Trần Trung Đạo đã từng viết: ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Rồi một ngày không xa, mẹ không có làm phiền mình nữa. Mẹ còn đâu nữa để làm phiền. Thế mà mẹ sống ở đời, chúng ta cứ cho mẹ là nhân vật của cổ tích. Mẹ ở bên cạnh mình cho mẹ thừa thải như một chiếc bóng. Nhưng các con đừng quên, chiếc bóng mãi lặng thầm theo từng bước chân của chúng ta. Chiếc bóng không lời, chiếc bóng không đòi hỏi, và chiếc bóng đó nuốt lệ vào trong trước sự phủ vàng vong bội của những đứa con vô tâm. Thầy nghe giọng cô gái đẹp như thế mà ăn nói gắt gỏng: trời ơi, hôm nay mẹ gọi con bao nhiêu lần rồi, phiền quá. Mẹ đẻ con ra, mẹ nuôi tới lớn, mẹ có phiền không? Những khi đau sốt, con khóc cả đêm, mẹ phải thức theo, mẹ có phiền không? Những khi con ốm nằm bệnh viện, mẹ phải chăm lo, mẹ có phiền không? Thậm chí những chuyện rất riêng tư của mẹ cũng phải xếp lại. Thầy có nghe một bà mẹ đó kể rằng có một đứa con trai rất dễ thương. Nó viết tờ giấy cho mẹ nó: giúp mẹ lau nhà 20.000, rửa bát cho mẹ 30.000, xách giỏ cho mẹ từ ngoài cổng vô 10.000, chăm em cho mẹ 3 ngày 100.000, dẫn bà đi chùa 50.000, tổng cộng 220.000, khuyến mãi cho mẹ 20, lấy chẳng 200. Dễ thương không con? Cậu đi học về, chạy vô trong phòng mẹ xem cái tờ giấy mình để trên cái bàn ở đầu giường của mẹ có hồi đáp không. Vẫn tờ giấy còn nguyên đó, nhưng dòng chữ khác ở mặt trái. Nuôi con từ nhỏ đến bây giờ 15 năm miễn phí. Mấy năm trời cùng con vào ra bệnh viện miễn phí. Giặt đồ, ủi đồ, gấp chăn màn cho con mười mấy năm qua miễn phí. Quạt cho con ngủ khi cúp điện miễn phí. Các con thấy đó, Chúng ta làm được một chút gì cho mẹ, hình như chúng ta hay tính, chúng ta hay kể, thậm chí nhổ tóc sâu cho mẹ còn đếm sợi để tính tiền nữa, có không? Làm gì ngoan dữ vậy, thầy không tin đâu. Tại vì hồi nhỏ thầy cũng từng nhổ tóc cho mẹ thầy, thầy tính tiền. Mẹ sợ quá, nhổ luôn tóc đen, cộng cho nhiều tiền tăng thu nhập. Vô tâm quá. Cho đến bây giờ thầy nhìn thấy các bác Phật tử lớn tuổi tóc bạc, tự nhiên thầy nhớ má thầy. Giá mà ngày đó mình nhổ tóc bạc cho má một cách kiên nhẫn và không tính tiền thì chắc má hạnh phúc hơn. Vì má đâu chỉ đếm vài đồng bạc đó tính công với mình, má cho còn nhiều hơn nữa mà. Mình không nghĩ ra được điều đó. Để rồi trong cuộc đời dâu bể này, đến khi không còn nữa, chúng ta mới biết quý trọng. Cuộc sống mỗi ngày một văn minh. Các con có cơ hội để hướng về tương lai, vươn ra thế giới. Qua nhiều công nghệ thông tin, các con thấy đó, các con có thể dành rất nhiều thời gian cho những buổi trò chuyện rơm rã với bạn bè. Các con sẵn sàng hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống. Có cái tiêm lực lượng của chúng ta và cũng sẵn sàng xếp ân tình họ lại ở nơi mái nhà của mình. Những ngày nghỉ chúng ta không dành thời gian cho mẹ, chúng ta cũng không bận lòng quan tâm mẹ mình đang hạnh phúc hay khổ đau. Không phải chúng ta không hiểu được những nỗi khổ của mẹ, nhưng mà chúng ta dường như cho rằng mẹ còn ở bên cạnh mình hoài, mẹ còn mãi như thế. Cho nên chúng ta không phải lo toan, không phải suy nghĩ gì. Hở ra là có mẹ, kêu một cái cũng có mẹ, ngày hay đêm, bất kể lúc nào. Cho nên chúng ta cứ tin chắc rằng mẹ còn mãi bên cạnh mình. Nhưng rồi sẽ có lúc mẹ chỉ còn lại trong ký ức, mẹ chỉ còn lại trong những nỗi nhớ xót xa và những giọt nước mắt muộn màng của những đứa con từng làm tổn thương mẹ. Đối với lại các đô thị thì đa phần các con luôn hối hả, ngay cả học tập cũng hối hả. Phải chạy học đầu này, chạy qua học đầu kia, liên tục. Cho nên hễ có cái ngày nghỉ là chúng ta có cái quan niệm là phải đi chơi, đi với bạn cho nó thoải mái, cho nó bớt căng thẳng. Thế thì mẹ đi nấu cơm, đi giặt đồ, đi chợ, đi dọn dẹp nhà cửa và đi chăm sóc chúng ta suốt mấy mươi năm cả một gia đình. Mẹ có mệt mỏi, có căng thẳng không con? Có chứ. Nhưng mà mẹ đâu dám nói. Nội cái một sách giỏ đi chợ thôi, mấy đứa con tập đi chợ một ngày, vài ngày đi, các con sẽ biết căng não thế nào. Với bao nhiêu tiền đó mà nấu cho được một bữa ăn ngon trong gia đình, ai cũng hài lòng. Vậy mà mẹ vẫn làm một cái công việc nhàm chán đó suốt tháng trọn năm. Có nhiều bạn nói với thầy, con đi chợ với mẹ con mệt ghê lắm. Mẹ con trả giá tùm la từ đầu chợ tới cuối chợ. Con đi với mẹ con mắc cỡ quá. Mà không hề hiểu được tiền ít quá, mà làm sao có một bữa ăn ngon. Đó là phải khéo léo, phải thông minh và phải chịu đựng. Trả giá người ta thấp, người ta đâu có nói nhẹ nhàng, người ta mắng lại, người ta nói nặng lại. Vì con, vì chồng, vì gia đình, mẹ sẵn sàng trở thành tấm dẻ lao cho người khác, trở thành cái đồ dậm chân cho người khác. Chỉ cần con của mẹ bình yên là được rồi. Các con thử làm những cái công việc của mẹ chừng vài ngày thôi, các con sẽ hiểu được cái nỗi nhọc nhằn của người đàn bà trong một gia đình với 1001 việc không tên. Các con hối hả, lo toan, bận rộn, cho nên nhiều khi nhận nhiều cái cuộc điện thoại vô bổ các con thấy phiền. Nhiều người các con không muốn nghe, bởi vì những cuộc gọi vụn vặt, những tin nhắn rác bên lề cuộc sống làm cho chúng ta phải phiền. Nhưng các con đừng quên, có những con người rất quan trọng gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Và đừng bao giờ mà chúng ta có những cái cách cư xử như thế. Có một bạn sinh viên nọ, thầy hỏi khi tới chùa thầy đó, bạn có rất là nhiều cái cuộc điện thoại tới. Thầy cũng thắc mắc, thầy nói con còn đi học mà tại sao điện thoại nhiều như vậy? Nó nói dạ tại vì con cũng đi làm, rồi con cũng quản lý một số bạn trong một cái công việc của con, đi làm thêm, đi làm thời vụ. Thầy nói con nghe nhiều điện thoại như thế con có mệt không con? Con nói dạ mệt chứ bạch thầy. Thầy hỏi trong muôn triệu cái cuộc điện thoại đó có cuộc điện thoại nào làm con ấn tượng nhất? Bạn đó không trả lời, lặng lòng một chút mới nói dạ thưa thầy, đó là cuộc gọi của mẹ con. Thầy hỏi mẹ con không phải làm phiền con sao? Nói dạ không. Một bữa nào con đang họp, và bữa họp đó rất quan trọng, để khi con chuẩn bị ra trường con sẽ ký hợp đồng với một công ty của nước ngoài, và con làm việc rất ổn định, lương cao. Thì đang trong lúc mà tổng giám đốc nói chuyện với con thì có cuộc gọi của mẹ. Thì con thấy cái chữ mẹ hiện lên, con không nghe, con tắt. Thì vừa họp xong thì mẹ cũng gọi nữa, con mới trả lời con đây nè mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không? Đầu dây bên kia người mẹ nói không con, mẹ chỉ thấy nhớ con thôi. Vậy hả? Thôi để tối con về con gọi lại cho mẹ nghe, con bận quá. Tắt máy. Và đó là cuộc gọi cuối cùng của mẹ. Cô hối hận vô cùng, rất hối hận, bởi vì nghĩ mẹ rất là khỏe, mẹ vẫn còn đi làm việc tốt, mẹ chưa già, chỉ mới gần 50 thôi, mẹ thường tập thể thao, mẹ khỏe lắm. Nhưng sau cuộc gọi đó, mẹ lại bị đột quỵ. Đột quỵ trong cơ quan, người ta đưa đến viện thì mẹ đã mất. Các con nghĩ thế nào? Khi mẹ của mình quan tâm tới mình, đơn giản thôi, mẹ nhớ con, mẹ gọi không được sao con? Mẹ gọi không đúng lúc à? Thế thì ngày xưa con tiểu tiện trên bình mẹ suốt ngày, từ sáng tới tối, có đúng lúc không? Mẹ vẫn có mặt. Con hỏi mẹ câu hỏi một nội dung cả trăm lần, mẹ vẫn kiên nhẫn trả lời. Các con thấy đó, món quà mà cuộc đời tặng cho mình, đó là ân tình của mẹ dành cho. Sự quan tâm của mẹ dành cho mình không bao giờ lỗi thời cả, vì chắc chắn nó sẽ trở thành món quà của dĩ vãng. Trời nắng quá, mẹ cũng lo cho con, chẳng biết làm gì cho nên gọi. Mây kéo lên, đen kịt cả bầu trời, mẹ lo lắng quá cũng gọi điện cho con. Và có như bao nhiêu bà mẹ cầm điện thoại lên định gọi cho con thì lại ngại, làm phiền để đặt điện thoại xuống. Các con có hiểu được điều này không?